Ồ, đây đẹp thật chứ. Sheraton. 4 points. 4 points by Sheraton. Ồ, đây 5 sao chứ bộ. Đúng hả? Khách sạn 4 points by Sheraton Đà Nẵng. Chào mến chào quý vị khán giả. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2022 và cũng là ngày thứ 14 của hành trình chuyến đi nhớ đời The Journey. Và anh em chúng tôi đã đặt chân đến thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng để tiếp tục chặng thi đấu Quảng Nam Đà Nẵng, là cũng là chặng cuối cùng. Bây giờ thì mình sẽ vào để nhận phòng ở Sheraton 4 Points trước, tại vì mình phải chia ra ở mấy điểm lận, ở đây rồi ở trong Hội An nữa. Dạ, mà cái điểm đầu tiên là ở đây để thực hiện một số cái cảnh quay ở đây, rồi sau đó mới vô Hội An. Rồi, còn các bạn đội mình thì chưa tới, mình với anh Sơn lúc nào, hai ông già lúc nào cũng chạy trước hết trơn á. Chào, chào em. Chào em. Có thể mời anh dùng nước hay là khăn lạnh để cho bớt này được không ạ? Dạ được chứ. Không nước, không có nước cho anh không ăn. À, không biết là anh có thể muốn ngồi ghế không, để cho các bạn làm thủ tục nhận phòng cho mình anh. Anh hả? Thôi chắc cho anh nhận phòng luôn đi. Dạ rồi, anh mời anh cái thầy luôn nha. Ừ, cho anh nhận phòng luôn, anh lên luôn, anh tranh thủ đi quay. Dạ, dạ rồi, không sao ạ. Ủa, mình không có hành lý gì ạ? Hành lý anh ở ngoài xe đó. Các bạn bảo là, các bạn nói xíu các bạn mang lên mà. Trời đẹp quá vậy. Ok. Team anh chưa tới đúng không? Dạ, mọi bữa là team anh tới trước, bữa nay anh tới. Ồ, đẹp quá ta. Cái phòng của mình rất là cao, view đẹp nữa. Em hỗ trợ anh lên phòng luôn anh ha. Lên tới tầng 32. Thì phòng của mình thì đoàn của mình là có tầng 33, nhưng anh ở trên 32 rồi. Dạ. Rồi. Dạ, để em giới thiệu thêm các em giới thiệu rồi. Em là người đi giới thiệu luôn hả? Em có thể hỗ trợ mình lên có gì hay giới thiệu anh luôn đi. Cho anh gắn cái micro này ha. Dạ, ok, được không? Em gắn cho anh đi. Ôi, trời, rung quá. Trời, sao rung quá vậy trời. Xin lỗi em nha. Rồi, không sao. Rồi. Dạ rồi, em mời anh lên ạ. Mình chuyến đi Đà Nẵng là mình đi đến là vì nhân dịp gì vậy? Tụi anh đi với một cái chương trình là chuyến đi nhớ đời. À, dạ. The Journey 2022. Thì đây là một đây là một cái show truyền hình thực tế. Dạ. Tụi anh đi 6 tỉnh rồi. 6 tỉnh trước đó rồi thôi. 5 tỉnh trước rồi. Bây giờ Quảng Nam Đà Nẵng là cuối cùng đó. Cuối cùng luôn hả? Ừ. Rất là vinh hạnh để là chào đón anh đến với khách sạn trong cái chương trình này. Rồi. Tụi anh mới vinh hạnh chứ, được Sheraton như là đồng hành. Dạ. Sheraton 4 Points Đà Nẵng là đồng hành với lại chương trình The Journey nha. Dạ. Yeah. Hỗ trợ cho đoàn mình lưu trú. Cái đó là mới, cái đó mới quý. Chờ anh chút xí. Em tên gì? Dạ, em tên là Tara. Dạ. À, Tara, tên thật á hả? À, tên thật của em là Trâm ạ. Em là Trâm, Tara. Thì mọi người thường hay biết em là Tara, chứ còn mà nói Trâm thì cũng mọi người sẽ không biết là ai ấy. Dạ. Em là người Quảng Nam, là người Đà Nẵng. Em là người Đà Nẵng, nhưng mà có một thời gian là đi học xong rồi quay về làm việc. Dạ. Em học ở đâu? Em học ở Úc ạ. Ồ. Dạ. Rồi. Giỏi vậy. Dạ. Dạ vâng, em mời cái máy bên này nha. Ồ. À, đi cái thang này nhìn ngắm ra đường được á. Dạ. Cái này là view trên thang sẽ ngắm qua ra cầu Thuận Phước. Anh vô trước ạ. Yo, anh Sơn ơi. Wow. Cho anh mượn một thẻ của anh với ạ. Ở đây. Dạ.
Tầng cao nhất là tầng 36 hả ta? Tầng 36 là trên là Horizon 3 và hồ bơi của bên em. Thì bên em có chương trình trà chiều ấy là trên tầng 36, à, từ 12 Horizon bar hả? Dạ, Horizon bar giống như rooftop vậy? Dạ đúng rồi. Thì Horizon 3 cái tên của nó giống như là đường chân trời ấy. Dạ. Ồ, đẹp quá kìa. Ồ, ồ, ở dưới đó mà mình tổ chức tiệc cũng hay lắm ha. À, thường thì tối mỗi tối thứ bảy thì bên em sẽ có seafood buffet, thì khách cũng là tiệc nướng ngoài trời luôn á. Đẹp quá. Ồ, đi thang máy này hay cái là nhìn ra hết thấy gần như là phía ngoài kia là biển luôn rồi, thấy không? Có cái cầu xa kia là cầu gì vậy ta? Cầu Thuận Phước em. À, cầu Thuận Phước hả? Ở Đà Nẵng là có rất nhiều cầu á. Dạ, cái góc bên kia là cảng Sơn Trà. À, cảng Sơn Trà. Ồ. À, cảng Tiên, mà mình gọi là cảng Tiên Sa. Cảng Tiên Sa, dạ. Bán đảo Sơn Trà. Dạ, đúng rồi ạ. Bán đảo Sơn Trà. Trời, tôi cũng rành lắm chứ bộ. Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất, đúng không? Một thời được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất thế giới. Hiện tại vẫn là đáng sống, rất là đáng sống. Hiện tại luôn hả? Dạ. Chứ phải một thời hả? Đối với em, hiện tại cũng như là chị Trang, dạ. Đúng rồi, mình người Đà Nẵng thì mình... Không, nhưng mà thật sự ra Đà Nẵng thích lắm. Dạ, em mời em ạ. Rồi. Dạ, phòng của mình bên hướng tay phải anh ạ. 3203. Dạ. Rồi, tại đây 30 mấy tầng nữa, tổng cộng bao nhiêu phòng hả anh? 390 phòng. 390 phòng. Của anh. Ôi. Ôi. Dạ vâng, anh có thể cho em mượn một chìa khóa. Đây, em cầm. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Ui, anh. Ồ, có cái vụ này hay lắm. Trời. Ai treo hình tôi đi trời. À, hồi nãy thấy bên dưới có ngay cái màn hình chào đón là có hình mình luôn á. Ồ, xíu sợ cái hình đó lại vui lắm á. Rồi, thôi cho anh xin luôn đi. Dạ. Yeah. Rồi, lấy hình nó sao rửa. Cái hình này là hồi tụi mình đi đi gì ta? Chỗ gì này tự nhiên nói gì quên rồi ta. À, không, cái này Mà Lai. Cái này ở Trung Quốc. Cái từ... Trời ơi, hình này lâu lắm rồi, sao lấy lựa cái hình hay dễ sợ luôn. Anh có muốn đi tham quan sơ phòng của mình không ạ? Có, thì anh đang coi này anh thích quá rồi, anh hết muốn coi phòng luôn. Trời ơi, cái hình này chụp phải nó mấy năm trước rồi đó, ít nhất là phải 4-5 năm rồi đó. Nhìn hài chứ sao? À, lúc đó mình cũng ốm nữa. Lúc đó nó trắng nữa. Trời, chỗ nhiều dữ vậy? Có hai anh em mà. Bia luôn. Trời ơi, có bia sẵn luôn, bia gì vậy? Tại sao biết mình uống bia, thích uống bia mình chứ? Thôi. Seven Bridges. Trời ơi. Thì cái Seven Bridges này là một trong những cái hãng bia mà bên khách sạn chọn làm chương trình Best Brew của tập đoàn của Thorborg Sheraton ấy. Cái này của mình luôn hả? Dạ, cái này là của Đà Nẵng ạ. Tức là một trong những cái brand kiểu như là brand local á. Dạ, local best brewer là brewer ở Đà Nẵng ấy ạ. À. Thì Seven Bridges thì như anh có biết là ở Đà Nẵng rất là nổi tiếng cho các cây cầu ấy. Bảy cây cầu. Dạ, cây đúng cầu. Rồi. Ồ, có hãng bia này luôn ta. Này giống như craft beer đúng không? Dạ, đúng rồi, craft beer đúng rồi. Đúng là cái từ em đang đi tìm. Trời dạ, ơi. Thì đây là cái set trà chiều mà team... À, đây coi, trời ơi. Hình quá trời, ổn hình mới nhất luôn nè. Trời ơi, quá chu đáo luôn, công nhận luôn khách sạn. Ờ, cái anh này lưng lửng. Cái này khoảng 2 năm rưỡi, 3 năm. Cho mình một cái hình từ xa xưa trong lịch sử. Trời ơi, còn nữa nè. Ôi trời ơi. Mà sao lấy hình đâu mà hình cũng ấy quá ha. Hình cũng nét ghê ha.
Rồi lát mang gom minh hình này mang về hết. Thu gom. Cái gì nữa đây? À, thiệp. Dear Mr. Boudin, it gives me great pleasure to welcome you to the Four Points by Sheraton Da Nang. And I hope you have a wonderful time at the hotel. If there is anything we can do to make your visit more enjoyable, please do not hesitate to contact Miss Zhou via 034-345-1700 or Miss Trang via 19. Or our guest relations at dial 0. I wish you a pleasure to stay with us. Ủa, chữ ký này của... sếp của ông Daniel hả? Daniel Patrow là tổng giám đốc kinh doanh và tiếp thị của Four Points. Quá, điệu đàn quá trời ơi. Vô đây muốn ngồi luôn. Xong khui biết ra làm hay. Thôi khui ra làm hai chai luôn đi. Nè, vô luôn. Trời, chờ chứ giờ người ta để bia cho mình. Ủa? Đang ngồi đấy lắm luôn nha. Rồi chưa vô coi phòng luôn. Đúng, chưa ngắm phòng luôn ấy ạ. Để mở cửa ra cho mình cho dễ. Rồi, tao nói chứ đi coi phòng cái đi. Thôi mình khui bia nè, mình cầm tay mình uống được cái gì đó. Chuyện nhỏ. Đó, đây mời anh. Đấy. Trời, sung sướng. Cheers. Đó, nhìn. Trời, còn cái này nữa. Trời ơi, nhiều, nhiều dữ vậy trời. Nhiều quá trời luôn nè. Cái này là bánh. Bánh. Rồi, lòng chim đủ thứ hết trơn. Rồi, đã chưa. Trời ơi, gì mà. Có một mình tôi. Cái này nó có vị trái cây á. Mồi mồi này kiếm gì đi. Mới ăn tức thì cũng làm luôn đi. Đây, anh Sơn này. Tôi đành rồi. Giờ nó cũng xế, giờ xế mình làm luôn đi. Cá hồi. Rồi view đảo ha. Cái phòng này phải phòng lớn nhất ở đây chưa ta? À, dạ vâng, đây là một trong những cái phòng tốt nhất của khách sạn là Corner Suite, phòng Corner Suite đó. Dạ. Best brew. Xem trong phòng luôn anh nha. Thật ra là còn nhiều hình ảnh mà Judy có chuẩn bị cho anh nữa. Đây giống như album của mình vậy. Đang nhìn vậy. Gối rồi. View đã quá rồi. Xỉu. Cái này chính ra này tới gần như là nguyên một cái vòng cung luôn á. À, mặt bên kia cũng view biển, mặt bên đây cũng view. Bên kia view biển, cả hai mặt. Ở đây có một cái ghế ngồi phòng làm việc nè. Ồ. Đây có cái salon làm việc. Còn cái ghế ngồi làm việc, hết sảy ra. Đây. Wow. Enjoy đi lính. Wow. Đi làm kiểu này ai không thích đi làm ha, thấy vậy thôi chứ không phải vậy. Lát chạy đi quay phơi nắng thấy bà nội luôn á.
Biển ngon quá ta. Ô, hình nữa. Đâu, bây giờ hình này. Quá. Trời ơi, kiểu này chắc tôi ra Đà Nẵng hoài quá. Ồ, thì hôm nay coi cái gì nè. Đây, à, là chỗ này để lắc để vali đây nè. Ô, nhà tắm kìa, đẹp chưa? Ồ, lại bị flicker hả? Kiểu cái bồn tắm đẹp hả? Rồi ở nằm buồn tắm này mà xong rồi ngồi nằm ngắm xử ha. Không biết cái bồn này tôi chui vô giường nữa. Đẹp, leo vô thử. Trời ơi sung sướng. Để quên chai bia ngoài kia rồi. Đem bia với mồi vô đây làm vắt vẻo ha. Xong rồi làm enjoy, ui dồi ôi, chết luôn. Hóp bụng, bụng bự quá. Không, cái này là mấy cô mà ngồi á ha, chụp à, mấy cô nữ doanh nhân trẻ rồi vô mấy cái chỗ này mới hợp lý nè, chứ ông già nhà quê cho mình hơi kỳ á ha, nó hơi phá cảnh quá. Mấy cô ngồi xong rồi bật bikini rồi uống rượu vang rồi chắc ra rồi. Giờ ra mình phải nói một sự thật. Ồ, uống nó tiêu cơ ngon quá. Chờ anh Sơn vô trong cái toilet nó nằm vắt vẻo đó, uống bia mà nhâm nhi đã lắm luôn á. Em không biết là anh có dự định gì cho chiều hôm nay không, thì em cũng muốn mời anh lên trên tầng 36 là mấy giờ coi của anh. Giờ 2:30. 2:30 thì chắc khoảng 4 giờ anh mới chạy. Ngồi đi chơi một chút. Nhưng mà anh nghĩ chắc cái phòng lộn quá. Sao lộn được anh? Không, phòng này nhầm rồi, phòng này phải dành cho mấy cô mà mấy gọi là mấy cô mà business women lady mà trẻ trẻ đó. Anh đến anh cũng là vì công việc mà đúng không? Ừ. Anh thấy hình như lộn phòng anh rồi. Mấy cô đó vô nằm trong bồn tắm rồi xong mấy cô chiêu chiêu mấy cô mặc bikini rồi chụp rồi nó mới hợp. Không biết em. Anh hơi phá đó, phá cảnh đó. Phá cảnh. Thật, ừ. anh thử gọi là tắm bồn xong rồi chụp hình uống bia chiêu. Nãy anh ngồi rồi, anh ngồi rồi mà. Yeah. Mà mấy đứa em anh nè, hai bạn quay phim bạn nói bạn lắc đầu. Ừ, anh thấy bạn giơ tay bạn ý là kỳ á, tức là form mẫu rồi nó kỳ quá. Thôi cỡ lỡ rồi không có mấy mẫu kia thôi đỡ xài đỡ mẫu này. Dạ, thì đấy, trên Horizon 3 em có nói là bên em có cái chương trình Best Brew ấy. Thì từ 6 giờ chiều cho tới 8 giờ tối. À, trên rooftop hả? Dạ, đúng rồi. Thì mình có chương trình gọi là Happy Hour, thì là mua một tặng một bia. Thì không biết là nếu mà anh có rảnh thì cứ lên. Thôi, lên tham quan đi. Dạ, rồi. Lên tham quan đi chứ. Anh uống nửa chai, anh thấy nó hơi xe quay rồi đó. Không biết bia này nó hơi đậm hay sao? Nó ngon mà nó hơi đậm. Là... thường sẽ là ATV thì cũng là 4.7 hoặc là 5.0 với anh. Dạ. Yeah. Không mà ngon, bia rất ngon. Hãy lên trên tham quan cho biết. Anh giữ chìa khóa phòng anh. Đây. Dạ rồi, em cảm ơn. Bắt đầu phải mang mũ, mang signature. Lát xuống gom ảnh nha. Quá, wow, đẹp quá đẹp. Ồ, trong đây còn một nhà vệ sinh nữa nè. Ồ, sorry. Ồ, đây có thêm một nhà vệ sinh nữa cho khách hả? Ủa, cái này giống như căn hộ luôn gì nữa. Cái này giống như một căn hộ, một phòng ngủ luôn á. Ồ, tiện quá ha. Rồi có cái bàn đang ngồi tiếp khách hết sảy nè. Lúc này quay ra là đây, cái bàn này ngồi tiếp khách. Rồi kia cũng ngồi tiếp khách được luôn. Rồi ngồi vừa ngắm cảnh luôn.
Rồi như vậy cái anh cảm giác ở đây giống như là các business, những người mà doanh nhân họ thích họ ở đây nhiều đúng không? Các doanh nhân nước ngoài luôn ha. Tại vì anh thấy cái cách set up á, ví dụ mời lên đây ngồi bàn chuyện công việc ở trên đây luôn, cái đâu cần lên phòng họp gì. Mình đi ha. Đây đây, lên tham quan. Tao lên tham quan sân thượng nghe nói đẹp lắm. Xưa nghe ai nói là lên đây rồi mà lên cái tầng, anh phải lên enjoy cái tầng trên rooftop ấy, mới, dạ, mới đẹp. Có người bạn anh nói mà cũng chưa có lên bao giờ. Tầng 32 kia là tầm tầng 36 không? Dạ đúng rồi. Thì tầng 34 bên em là spa, ừ. 35 thì là gym, thì mở cửa 24 giờ. Thì anh chỉ cần sử dụng chìa khóa phòng của mình nếu mà anh có thường hay vận động không ạ? À? Mấy cái vụ thể dục thể thao bỏ qua mình. Nhưng mà buổi sáng ấy, anh lên trên 35 ấy thì cũng sẽ đón bình minh cũng rất là đẹp. Nhưng mặc dù là phòng anh cũng rất khá là xinh rồi ấy. Trời ơi, tôi nhìn tôi trong gương kìa. Giống như là buông ngà voi từ châu Phi về vậy đó. Oh wow, Horizon, ah. Horizon, Horizon. Đây là tầng Horizon đây. Dạ, anh có muốn đi xem một vòng không? Và sau đó mình sẽ sử dụng trà chiều ở bên ngoài thu. Chắc đi tham quan vòng. Dạ. Quá. Các bạn đã set up sẵn hết lên anh cho mình. Em nhường lại cho anh. Nhìn thèm bơi quá. Dạ. À, ôi. Em không biết là anh có để ý không, thì cái cảnh này nó rất là nổi tiếng, tức là nhiều người sẽ thích chụp hình từ cái khung cảnh từ cái từ cái view này hả, từ cái khung này hả? Để anh xuống anh ngồi vô coi hợp không nha, đứng đó đứng xa xa vậy nha, thử thử tôi vô ngồi thử nha. Dạ. Thấy người ta ngồi được mình vô, mình cũng ráng mình vô mình ngồi một chút đi. Chào em. Không biết là hôm nay anh sẽ muốn, tức là hồi nãy anh có thử bia rồi, không biết là anh muốn thử cà phê hay là trà gì không? Anh có. Ồ, có cà phê không? Có cà phê. Dạ có cà phê. Anh có muốn anh muốn loại nào? Ý cà phê Việt hay là anh mà. Dạ. Anh muốn cà phê Việt thôi. Cà phê Việt, tức là sữa đá hay là đen đá anh? Đen đá. Đen đá. Sữa đá thì cà phê sữa đá đi. Dạ rồi, để em nhờ các bạn order cho mình nha. Anh cứ. Ồ, không có cảm giác nóng luôn á nha. Anh Sơn uống cà phê hay uống gì không? Để em đi. Ra đi ngồi làm tấm kỷ niệm nè. Kỷ niệm tuần trăng mật nè. Trăng mật không vơ, không dạ được. Lại cho em một cái ly cà phê sữa đá. Oh. Wow. Anh có một cà phê sữa đá. Ủa? Cà phê sữa đá giống như hôm trước. Oh. Quá chiều luôn. Ôi 2:30 chiều mà cũng không thấy nóng lắm ha. Chắc là nhờ hơi oi thôi, nhưng mà chắc là nhờ ở đây do cái quầy này nó thiết kế nó che, nó cả che bớt cái. Nghe nói cái góc này là góc đẹp nhất nè. Ta hay chụp cái góc này là view là chill nè. Nó đùa chứ thôi, vô trong ngồi cho nó mát. Đẹp thì có đẹp, nhưng mà cái giờ này nó ngồi không hợp lý lắm. Nói chung là chắc là mấy các bạn khác thì họ cần phải nhuộm da chứ mình là thôi. Đó, hai anh em mình đi bữa giờ là da nó automatic rồi. Cho nên là thôi, nhu cầu nhuộm da không có nhu cầu nhuộm da thêm. Thôi anh vô trong ngồi nha. Cho anh vô trong luôn đi em. Rồi, cảm ơn em. Rồi, ok, đã quá, mắt là mắt lạnh luôn. Dạ, anh đã luôn. Uff.
Anh muốn vào trong bar luôn hay sao ạ? Chắc anh vô trong ngồi làm ly cà phê là chạy. Đó, đi sung sướng lắm, đi nói chung là ở đâu cũng được. Chương trình chuyến đi nhớ đời đợt này rất là may mắn là được rất nhiều đơn vị hospitality 5 sao ha, giống như Sheraton 4 points. Nhiều đơn vị hỗ trợ lắm. Có điều là không có thời gian để hưởng thụ luôn mà con, tiếc dễ sợ. Mình chắc phải tranh thủ đợt nào có dịp nào ra đây mình ấy lại. Tiếc dễ sợ luôn. Ở đâu cũng chỗ nào cũng đẹp hết á, chỗ nào cũng đẹp cũng chu đáo. Và đặc biệt ở đây đúng là cái phòng nãy mình cũng thấy là các anh chị mà doanh nhân á, đó, rất là phù hợp các anh chị doanh nhân ở đây nha. Ở đây nó có một đặc biệt là có cái không gian riêng trong phòng mình để mình bàn cái việc riêng cũng được, và ra không gian chung cũng được, và buổi tối mà lên đây ngồi thì chắc chắn là rất là chill, nghĩ vậy chắc chắn luôn. À, có phòng trong, có phòng trong bên trong nữa nha. Ồ, cái quầy này đẹp chưa, quầy cưng chưa? Dạ, chào em. Các bạn sẽ set up trà chiều cho anh bên trong này luôn ha. Thôi đơn giản được rồi, đơn giản anh đây. Chạy giờ đó. Ôi ôi, anh nghỉ đi, chiều nay khỏi quay rồi đi, ngồi đây luôn đi. Vô ngay cái gặp hủ hèm mà vô ngay cái hầm rượu rồi thôi, sao chịu nổi. Quá đã, quá đẹp luôn. Đẹp quá anh Sơn. View đây đỉnh cao thiệt chứ. Vừa ngắm núi, vừa ngắm biển, vừa ngắm sông, vừa ngắm cầu luôn. Excellent. Bàn ghế đẹp quá. Buổi tối này bao đẹp. Chắc chắn luôn. Rồi, anh Sơn này vô đây ngồi chiêu tiếp anh Sơn ơi. Sẽ mang nước cho mình liền bây giờ. Ngồi ngắm cái view này trong đầu không có suy nghĩ được gì, trống rỗng luôn. Áp lực cuộc sống tan biến luôn. Không muốn làm ăn luôn, không muốn kinh doanh luôn. Đẹp quá. Giờ chờ làm ly cà phê nữa bắt đầu chạy. Chuyến đi này là phải nói là cái chuyến đi, nếu mà nói là chuyến đi nhớ đời là nói đúng là chuyến đi 5 sao mới đúng. Chuyến đi 5 sao á. Ở toàn là resort và khách sạn 5 sao, mấy chỗ địa điểm đã luôn. Bi kịch nhất là không có được hưởng thụ, không có thời gian để hưởng luôn. Đây được không? Đây không để ghê. Ủa ghê. Ủa mình đâu biết có nước cam đâu, thay đổi được không ta? Dạ, mình dùng luôn cả nước cam, cả cà phê. Em làm xin cho em có cả nước cam ạ. Rồi, dạ cảm ơn em. Dạ. Người không có chính kiến gì hết trơn á. Đùa là đâu nha, đẹp chưa? Ôi ôi, cái ly cà phê sữa đá nè, nhìn. Đây, tôi đưa ra đây nhìn sữa luôn. Đó. Super đẹp. Đẹp không, đẹp không? Rồi thì nó quá đẹp cho nên giờ mình quậy lên cho nó bớt đẹp lại. Trời, cứ đem cái lồng chim kia hoài. Lồng chim đồ ăn quá trời quá đất luôn. Dễ thương gì đâu á, công nhận luôn á.
mình khuyên nha, nếu mà ai mà có lỡ dạy vô Four Point Sheraton một lần đó, là sau này là vô hoài đáng chịu quá. Rồi. Ôi ôi. Cà chiều này ăn bánh nè. Thiết kế hay quá ta, cái này làm nhà để nhà vui lắm ha. Dễ thương quá. Rồi quý vị các bạn thân mến, đi tới đâu thấy có gì hay hay thì mình hay chia sẻ lại cho quý vị các bạn. Và đặc biệt là trong cái hành trình chuyến đi nhớ đời, như mình đã nói là chuyến đi này là đúng là chuyến đi năm sao luôn á. Rất là vui mừng và rất hạnh phúc, cũng rất hân hạnh. Và xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đã đồng hành cùng chuyến đi nhớ đời ở tại Đà Nẵng này, đặc biệt là đơn vị ở tại Đà Nẵng này thì Four Point Sheraton đã đồng hành cùng chương trình chuyến đi nhớ đời. Và không chỉ một mình Coleman đâu nha, đội các ekip, các thành viên của ekip mình cũng đang được hỗ trợ cái địa điểm lưu trú tại đây. Đương nhiên là đội ngũ mình quá đông đi cho nên là phòng ở đây thì người ta còn phải phục vụ khách nữa, nhưng mà ban lãnh đạo ở Sheraton cũng Four Point Sheraton cũng cố gắng cũng hỗ trợ cho cũng khá khá. Các anh em mình chắc là các anh em nó chưa đến chứ nó đến, mà các anh em đến rồi mà thấy cái khung cảnh này chắc là các anh em ghiền luôn, hạnh phúc vô cùng. Dạ. Làm nghề cực khổ, kể nó có một đêm chiêu chiêu, một buổi sáng ngày sớm, buổi chiều làm ly trà, ly cà phê, hạnh phúc vô cùng phải không bà con? Dạ. Quá đã. Cảm ơn Four Points by Sheraton once again.